Mình là chị Ốc. Hello mọi người, mình là thành viên mới, mình là Sảm này. Còn ngủ mơ đến tim thờ. Ok, thì hôm nay bọn mình sẽ chơi trò là trò búng thun. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là thành viên mới, đây là Sám. Còn đây là bạn Đen, bạn này thì rất là ít nói nhưng mà hát cực kỳ hay luôn. Và bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ bắt đầu mình sẽ giới thiệu cho các bạn trò chơi búng thun nhá. Mình sẽ là màu xanh, còn của Sám là màu vàng. Còn của em là màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ, bây giờ là ok ha, và mình sẽ chơi trò búng thun nhá. Nếu bạn nào mà gãy mà đè lên cây thun của nhau á là bạn ấy sẽ được thắng nhá. Ok, bây giờ thì mình bắt đầu mình sẽ chơi trò chơi bóng thun. Bây giờ thì mọi người sẽ bắn tù tì, ai nhất thì sẽ được chơi bóng trước. Nếu mà thắng thì sẽ được ăn trước nha. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 5 minutes later. Hai ba, 1 2 3. 15 minutes later. 1 2 3. Bye. 70 years later. Một, hai, ba. 2000 years later. Thousands of tears later. 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying. 1, 2, 3. Thôi không chơi nữa đâu. Từ từ. Ok. Chị lớn lắm, chị nhường em. Bây giờ chị sẽ ra kéo. Ok. Còn bọn em muốn ra cái gì bọn em ra nhá. Chưa. 1, 2, 3. Đấy không nghe à? Con gái nó 1 là 2 không nghe bao giờ à? Chơi trước nhá. Này mình chơi làm sao? Mình đẩy vô đây là dính vô đây là ăn hết nguyên chùm hả? Đúng không? Sao đánh em? Tào lao. Lào tao. Ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách chơi. Thứ nhất là khi mọi người chơi ấy, thì mọi người chỉ cần gảy cái cây thun này và đè lên cây thun của người khác thì mọi người sẽ là ăn thắng nhá. Và tiếp tục đẩy lên cây thun của người khác thì sẽ được ăn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình gảy nhá. Còn bây giờ tới lượt em. Đen. Bây giờ sẽ tới lượt Sám. Em thẳng rồi nè. Yeah, em thẳng rồi. Ok, bây giờ mình cứ chơi lần thứ hai, lượt thứ hai nha mọi người. Một cây, mỗi người sẽ nộp ra một cây thùng. Ok, bây giờ thì mình sẽ chơi trước. Hả? Vậy là em thắng chứ hay thua? Thắng rồi. Giờ em lấy nha. Giờ em chơi tiếp nha. Ôi, đưa đây anh thẳng mà, gì vậy? Em thắng. Anh thẳng. Em đây trời, em thắng mà. Anh thẳng. Cứ vung đó đang đè lên trên mà. Tay của anh mà. Tay của em. Tay của em mà. Tay của anh mà. Tay của anh mà. Tay của em. Tay em mà. Tay của anh mà. Tay của anh mà. Tay của em. Tay của anh mà. Tay của em. Tay tháo tay ra. Tháo tay ra. Thôi mẹ đi. Ok, thì trò chơi gảy thun đã xong, bây giờ là sẽ trò chơi là thổi thun. Thổi thì mình sẽ dùng bằng miệng và thổi thun. Và cũng là chỉ cần mà các bạn thổi mà đè lên cây người khác thì các bạn sẽ được ăn nhé. Ok, thì mình sẽ là người đầu tiên thổi trước. Ủa? Thun chị đâu? Thun gì đâu? Thun chị kia đi kìa. Giờ tới lượt em đó, Sám. Đây nè. Giờ tới lượt em, bắt đen. Đi chị ơi. Sao? Thì em hết lượt rồi chứ sao? Tới lượt đen. Hả? Ủa? Bây giờ sao? Bây giờ phải sao? Bây giờ sao? Thôi dẹp luôn đi. Không, chơi hết đi. Chơi gì chơi?